Không không không, bạn phải tìm xa hơn. Nó dành cho bạn này. Nhìn kia, có thể sẽ có kho báu. Kỳ nghỉ hè. Đi nào. Đi thôi nào. Mia. Cho Mia, mình sẽ giấu bọn họ. Sẵn sàng rồi, Nastia, Mia, mình có bất ngờ này. Mọi người cần tìm nó đấy. Không, tụi mình không biết nó đâu rồi. Tìm thấy nó rồi. Quả chuối là một bất ngờ. Không không không, bạn phải tìm xa hơn. Nó dành cho bạn này. Atom, lại đây. Nhìn kia, có thể sẽ có kho báu. Đúng rồi, chúng ta cần một cái thuyền. Nó kìa. Nhìn cái thuyền. Tiếp theo là gì đây? Chúng ta cần một hồ bơi tròn. Không, cái này hình vuông mà. Chúng ta cần hình tròn. Một hình tròn. Atom, hãy kiểm tra những nơi mà chúng ta nên đi tiếp. Bây giờ chúng ta cần một cái lưới thật lớn. Mình nghĩ ta tìm được nơi đó rồi. Hãy tìm nó, hãy tìm nó. Mình tìm được rồi. Chúng ta có chìa khóa. Bây giờ chúng mình rất, rất giàu. Chúng mình có thể mua rất nhiều đồ chơi và đi du lịch thật nhiều. Wow, bye bye. Tạm biệt. Nhảy nào. Và những cái váy này ở đâu ra vậy? Xin chào.
cầm chai nè. Yes. Wow. Đọc đi. Okay. Mình muốn một cái váy. Ok. Thank you. Thêm váy nữa. Những cái váy này ở đâu ra vậy? Ôi, dọn dẹp đi, dọn dẹp mau. Xin chào. Hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ tự làm nó. Is it it? Mình đâu rồi? Ngon quá. À, mình sẽ làm bỗng ngon. Nó không có ngọt. À, mình sẽ cho thêm thứ này vào. Mm.
Mình thích bắp ngọt. Anh ấy đang tới. Bóng ngô của mình đâu rồi? Ai lấy bóng ngô của mình đi rồi? Mình sẽ ăn tất cả. Mình sẽ không cho cái này của ai đâu. Đây là kẹo của mình. Đợi một lát nhé. Kẹo. Thật là nhiều kẹo. Mình sẽ ăn hết tất cả chúng. Anh ấy đang tới. Anh ấy đang tới kìa. Hả? Kẹo của mình đâu rồi? Mọi thứ đi mất tiêu rồi. Mình muốn kẹo của mình. Mình sẽ tự làm nó. Thật ngọt, thật là ngon. Ôi, hết rồi. Sẵn sàng. Ngon quá. Mình quên mất trà rồi. Đợi một lát nhé. Cái bánh của mình đi đâu rồi? Ôi, bụng của mình đau quá. Ôi dưa. Nessa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bụng của em đau quá đi. Bạn mập quá đi thôi. Em đã ăn hết tất cả kẹo của anh rồi. Xin lỗi A Trâm. Em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Làm ơn giúp em với. Đến phòng tập thôi nào. Được thôi. Các bạn nhỏ, đừng có ăn quá nhiều đường nha. Hãy cho mình một like và theo dõi kênh của mình. Tạm biệt. Mình có sô-cô-la. Còn mình có một củ khoai tây. 1, 2, 3. Cùng học màu sắc nào. Vàng, xanh lá cây, đỏ, tím, cam, hồng, trắng, nâu, đen, xanh dương. À Trâm, anh thích màu gì? Mình thích màu cam bởi vì nó giống trái cam vậy đấy. Em thích màu hồng. Em bắt đầu trước được không? Được chứ. Những trái banh. Bất ngờ chứ. Dễ thương quá. Mình thích đồ chơi màu hồng. Màu hồng đúng là một màu thật đẹp mà. Nhìn kìa, đó là một cái ô cho bạn nữ. Để che nắng. Nó là cây kẹo. Một cây.
cây kẹo to, rất ngọt và chua. Các bạn đừng ăn quá nhiều ngọt nhé. Màu cam, màu cam. Còn một thứ gì đó. Quả bí ngô. Đúng vậy, nó màu cam đấy. Trái cam, màu cam đó. Cho mình, đây là cho cậu. Mình thích cam, chúng rất ngon và tốt cho sức khỏe. Tới lượt mình. Ủa, màu trắng. Trời ơi. Mình xin lỗi. Lần nữa nha. Bên trong là gì vậy? Kẹo marshmallow. Ngọt nhưng không tốt cho sức khỏe. Sô-cô-la trắng đặc, rất là ngọt nhưng mà không tốt cho sức khỏe đâu. Lấy màu tiếp theo nè. Mình muốn thử màu vàng này. Màu vàng nhìn giống như mặt trời vậy. Và cái cát nữa. Cái gì bên trong vậy? Là một con vịt. Vịt đồ chơi. Chắc là có gì khác bên trong nè. Vịt. Một con vịt cát. Một con vịt cát. Sao có thể bỏ dừa trong đó nhỉ? Chúng ta cần cho bọn chúng vào trong nước. Vâng, đi thôi. Trông đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. Chắc có gì khác bên trong nữa đó, nhanh đi. Chuối. Và trái chanh nữa. Mình thích chuối. Mình thích chanh lắm. Mình thích màu vàng. Thật là thú vị khi xem cái gì bên trong chiếc hộp màu nâu này. Đây là màu nâu này, Nasha. Mình cần phải mở nó ra. Cho mình thử được không? Mình khỏe lắm. Đập đi, đập đi. Mình kẹt rồi. Mình có sô-cô-la. Còn mình có một củ khoai tây. Chúng màu nâu. Nasha, đến lượt của mình rồi. Mình biết rồi, màu đỏ. Vâng. Mình sẽ thử. Rất nhiều bong bóng màu đỏ. Táo. Tốt cho sức khỏe và ngon. Nasha, Nasha, nhìn kìa. Ở trong đó còn thứ gì khác. Wow, cái nơ này cho em. Wow, mình thật là đẹp. Nó có màu đỏ. Tới lượt mình. Wow, mình chọn cái màu xanh lá cây. Nó cho salad và cây xanh. Nó là một trái banh và bông bóng. Và nó màu xanh. Bây giờ mình muốn thử màu đen. Mình sợ. 1, 2, 3. Nó là một con cá voi. Wow. Nó là một con nhện. Nó là con nhện đồ chơi. Tới lượt mình. Mình muốn màu tím. Mình lấy ra được rồi. Để coi cái gì bên trong nè. Một búp bê màu tím. Búp bê đáng yêu. Em của chị. Hãy xem có gì bên trong nào. Nó là nho. Tặng anh nè. Cảm ơn. Nho cũng rất tốt cho sức khỏe. Và chúng màu tím. Màu xanh. Chấm. Đây nè, đây nè. Quả trái dâu xanh. Chúng
cũng rất tốt cho sức khỏe. Có thêm cái gì bên trong nè? Nó là bong bóng màu xanh. Nè Atom, chơi đi. Cảm ơn cậu. Ôi, nó nổ rồi. Hơi mắc cười quá. Màu xanh rất đẹp, nó dành cho con trai. Tạm biệt. Cho mình một lượt thích và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt. Đây là Nhật Bản. Wow, một cây hoa thật lớn. Nó là con cá mập. Nasha, bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Làm gì vậy? Oops. Ôi chưa chưa chưa. Không không không. Em chỉ nên để dụng cụ học tập lên bàn thôi. Cất nó vô ngay. Thức dậy. Thức dậy. Thức dậy, học nào. Wow, tuyết. Chim cánh cụt, chúng thật dễ thương. Ồ, ông già Noel. Đây là Bắc Cực. Tránh ra, đi ra chỗ khác đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Wow, ấm quá. Đây là một hòn đảo. Ồ, đại dương. Cá mập. Wow, đây là châu Phi. Con bò. Ồ, nhìn kìa, ngựa vằn, ngựa vằn. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Được rồi, dừng lại, được rồi. Wow, đây là Nhật Bản. Hoa, wow, một cây hoa thật lớn. Hoa màu hồng. Được rồi. Đây là Arizona. Đây là những cây xương rồng. Tránh ra, tránh ra. Wow, đây là biển Thái Bình Dương. Cá. Oh, wow, nó là con cá hề. Wow, cá heo. Thật là đẹp. Nó là con cá mập. Nasha, bạn đang chán à? Không, trường học không chán chút nào. Ở trường, bạn có thể học được rất nhiều điều mới lạ. Ồ, Nasha. Tốt lắm, các bạn nhỏ. Không chắc là sẽ có chìa khóa nào cả. Nasha, còn bố chìa khóa, chúng ta sẽ mở cánh cửa này. Này các bạn gái, mình không thấy gì hết đấy. Oh,
rồi. Một tờ nốt. Tìm 6 chìa khóa. Chìa khóa đang ở đây. Mình sẽ thử. Tìm thấy rồi. Ôi, nó không phải chìa khóa. Kinh thật. Đến lúc bạn đấy. Được thôi. Không, chìa khóa không có ở đây. Em cũng vậy. Lấy nhện. Không chắc là sẽ có chìa khóa nào cả. Adam, tới anh kìa. Được rồi. Eo ơi. Nó mà chìa khóa. Này Nastia, đến lượt bạn rồi đó. Ốc lửa. Tinh tẩm. Khoan khoan, em tìm được cái gì nè? Không, em nghĩ là em lấy sai rồi. Em tìm được rồi. Yeah. Chúng ta đã tìm được chìa khóa đầu tiên. Tuyệt vời. Yeah. Là ai đây? Nastia, Nastia, chìa khóa kìa. Chúng ta cần phải lấy nó. Mình có rồi. Thêm một cái nữa. Mình sẽ lấy nó. Mình lấy được rồi. Chúng ta đã có 3 chìa khóa. Hả? Ủa? Chìa khóa đang ở đây này. Đúng rồi, mình lấy được rồi. Mình bị kẹt rồi. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, chúng ta đã tìm được chìa khóa. Một cái nữa. Một cái nữa. Mình sẽ lấy nó ra. Chỉ là nước thôi mà. Nó là chất lỏng đặc. Chìa khóa. Hãy đi và mở nào. Yeah. Yeah. Wow. Đợi đã, đợi đã. Nhìn, nhìn kìa, đó là ổ khóa. Nastia, còn 4 chìa khóa, chúng ta sẽ mở cánh cửa này. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Yeah, chúng ta đã mở được cánh cửa này. Bạn là ai vậy? Nó dành tặng cho các bạn. Mình là một phù thủy tốt. Tạm biệt. Tạm biệt.